Ngày 21 tháng 9, nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã đến dâng hương tổ nghề tại đền thờ Tâm Linh Việt của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Đây cũng là dịp để nhiều khán giả, người hâm mộ đến tham quan và gặp gỡ những người nổi tiếng. Sau nghi thức cúng tế, các ngôi sao thường nán lại để giao lưu với bà con. Đặc biệt, cặp đôi MC Trấn Thành và Thoát Thúy Miêu đã có màn song ca ngẫu hứng ca khúc Lệ Đá để gửi đến khán giả. Kết thúc phần trình diễn, Trấn Thành liên tục nhận lời mời đề nghị chụp ảnh lưu niệm. Ông xã Harry Won phải chụp vật chạy thoát thân. Rút kinh nghiệm mặc quần ngủ để đi lễ như năm ngoái, năm nay Trấn Thành diện đồ kín đáo, bảnh bao. Năm nay anh đi một mình, không có bà xã Harry đi cùng. Thoát Thúy Miêu có mặt từ sớm trong tà áo dài màu đỏ nền nã. Sau khi cúng lễ xong, Trấn Thành Thoát Thúy Miêu cùng giao lưu với người hâm mộ. Trấn Thành song ca nhạc phẩm Lệ Đá cùng người chị thân thiết Thoát Thúy Miêu. Danh hài vui vẻ phụ đạo thêm phần, ngoái mông điệu nghệ. Thu Trang Tiến Lực giản dị đi lễ tổ, năm nào vợ chồng nam danh hài cũng đến đền thờ tổ của đàn anh Hoài Linh. Anh Đức được Hoài Linh dìu dắt nhiều trong sự nghiệp. Trước ngày diễn ra lễ tổ, Nam Thư đã đến phụ đàn anh dọn dẹp đền thờ. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang ăn mặc nhẹ nhàng đến dân hương tổ nghiệp. Năm nay là một thành công rất lớn của cô. Trấn Thành nhảy sexy phụ đạo cho Thoát Thúy Miêu tại lễ dỗ tổ nghiệp 2018. Lộ bằng chứng Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn ở chung một nhà dù đã ly hôn. Thời gian vừa qua, chuyện hôn nhân của vợ chồng Tim và Trương Quỳnh Anh luôn khiến nhiều khán giả quan tâm trong một thời gian dài. Bởi lẽ những thông tin việc ly hôn hay nghi vấn ngoại tình của họ luôn xuất hiện trên các diễn đàn. Dù vậy, cặp đôi này vẫn nhất quyết không lên tiếng phản hồi điều gì. Vào đầu tháng 7 2018, Tim đăng đàn xác nhận độc thân trên trang cá nhân sau thời gian trốn tránh về việc ly hôn. Phía đại diện của cả hai cũng cho biết việc ly hôn của Tim và Trương Quỳnh Anh là sự thật. Cả hai ly hôn trong hòa bình, không có bất cứ khúc mắc tranh chấp nào xảy ra. Người này cho biết thêm, dù ly hôn, cả hai vẫn sống chung trong nhà của Tim. Họ sống chung để tiện việc chăm sóc cho con trai Sushi. Về thời gian ly hôn và lý do quyết định chấm dứt hôn nhân, phía Tim từ chối trả lời. Và kể từ đó đến nay, Tim và Trương Quỳnh Anh hiếm khi xuất hiện cùng nhau nhằm không gây sự chú ý từ phía khán giả. Cách đây vài giờ, như ngày giỗ tổ ngành sân khấu, đây là một sự kiện rất đặc biệt đối với nghệ sĩ. Họ đều chuẩn bị những lễ vật và dâng hương đến các bậc tiền nhân nhằm bày tỏ sự biết ơn. Và Tim và Trương Quỳnh Anh cũng không ngoại lệ. Cặp đôi này không chỉ đi đến các sân khấu, đền thờ để cúng tổ, mà còn làm cả mâm lễ cúng tại nhà. Hầu hết năm nào cả hai cũng thực hiện nghi thức này. Dù đã ly hôn, tuy nhiên trong ngày cúng tổ, cả hai vẫn cùng nhau để thực hiện các nghi thức dâng lên tổ nghiệp. Do vậy, hai nghệ sĩ không đăng ảnh chung như mọi lần. Vượt qua nhiều thử thách, tưởng chừng vợ chồng Tim sẽ có một cuộc sống hôn nhân gia đình cực hạnh phúc bên cậu con trai. Nhưng thông tin họ ly hôn trong êm đẹp và vẫn ở chung một nhà để tiện chăm sóc cậu con trai khiến nhiều người tiếc nuối. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!